Hello anh em, hôm nay kênh máy móc giới thiệu qua cho anh em một số đầu máy hàng Đài Loan và Honda, Suzuki. Cơ bản thì bên em rất nhiều dòng máy khác nhau nên là các bác có nhu cầu bác liên hệ trực tiếp số điện thoại thì bên em sẽ tư vấn cũng như là giới thiệu cho anh em được cái dòng nào máy nào nó phù hợp. Đấy, máy móc em rất nhiều nữa. Đấy, máy lắp xe quay, xe gym, xe cúp, xe win rồi đủ thể loại xe máy. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại đây 0968092683. Hàng Đài Loan, phân khúc máy từ 110 đến 125, thậm chí máy 200 cũng có. Các bác về độ chế xe, xe chế cháo rồi xe chơi, xe độ. Máy đây, như hiện tại đây quay trước còn máy 67 này. 67 khuôn tay 4 số. Con Long Xin 110 này. Các bác nhớ đăng ký kênh nữa, bật chuông thông báo thì lúc nào có những video mới và chi tiết từng con máy thì em có thể giới thiệu cho các bác được. Rất nhiều máy, đây là máy cúp nữa. Máy cúp 125 này. Cúp 125. Đó, máy đây máy future này. Future 125 này. Rất nhiều đồ máy. Bên em cung cấp đầy đủ tất loại máy luôn. Cái kho đây rất nhiều máy, toàn bộ trên giá này là cái giá này máy em đóng sẵn hết rồi nhá, máy mới máy cũ, máy đứng rồi máy nằm đầy đủ. Rồi, kho máy đây. Đấy, bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại nhá 0968 092 683. Rồi, xin chào tất cả bác.